điều chúng ta mong đợi ở các cô gái kim cương của chúng ta lần đầu tham dự World Cup nữ bóng đá thế giới là gì các bạn? Cụ thể là nếu như đội bóng nữ của chúng ta có thể làm được 2 trong 3 điều sau đây thì có thể được xem là thành công nhé các bạn. Cái điều thứ nhất đó là nếu như Thái Lan họ đứng hạng 44 bóng đá nữ trên thế giới thì năm 2019 họ bị thua đương kim vô địch Mỹ là 13-0. Thì nếu như chúng ta ở thời điểm hiện tại xếp hạng 32, nếu như chúng ta thua đội Mỹ đương kim vô địch một nửa số bàn của Thái Lan, tức là 7-0, thì cũng có thể được xem là một sự thành công các bạn. Còn nếu mà thấp hơn thì càng tốt. Như bạn thấy là Mỹ đương kim vô địch trong nhiều năm và thể lực bóc dáng, cũng như chế độ dinh dưỡng và tiền bạc họ rủng rỉnh các bạn. Các bạn biết ở nước Mỹ đó thì con nít vừa sinh ra tới bà cụ 100 tuổi thì được uống sữa thì xương sọng nó cứng lắm, thì nó sữa thì nó có vitamin D và chất canxi các bạn, calcium. Còn Việt Nam chúng ta chỉ những cái dạo gần đây thì các cô gái kim cương chúng ta mới được chú ý về vấn đề dinh dưỡng, và chỉ những cái khoảng thời gian gần đây tập luyện đó, bạn thấy Thanh Nhã trong đối đầu với Đức thì rất nhiều trường hợp là té 4 vòng đó dưới chân các cô gái Đức. Thì những năm dạo gần đây và những cái tuần lễ gần đây thì mới được chế độ dinh dưỡng là 1 triệu một ngày các bạn, và mới có các chuyên gia dinh dưỡng, nhưng cũng chưa có các bạn, chưa có bác sĩ dinh dưỡng đó. Vậy thì không thể là một cái võ sĩ như là Lý Tiểu Long, võ nghệ cao cường, điêu luyện, nhanh nhẹn, sắc bén, mà khi mà đương đầu đụng với Mike Tyson là võ sĩ quyền anh hạng nặng của Mỹ các bạn, dù là Lý Tiểu Long có cao cường võ nghệ cách mấy thì giống như là trứng chọi đá các bạn, sẽ bị văng ra. Mặc dù anh chàng Tyson kia, Mike Tyson là võ sĩ quyền năng hạng nặng, xoay sở chậm chạp, nhưng mà Lý Tiểu Long không có cách nào thắng nổi các bạn. Đó, đó bạn thấy là cơ lốc màu da cam, thấy bạn thấy kinh không? Đó, khi mình nhìn tấm ảnh này thì mình tưởng hình dung tới là những con quỷ đỏ là đội Mỹ các bạn. Đó, và đây là đội Mỹ, họ rất là tiền bạc rủng rỉnh, ăn uống khoa học, dòng giống, bóc dáng, và đã có cái truyền thống đá bóng, mặc dù là bóng đá không phải là môn được ưa chuộng lắm ở nước Mỹ các bạn. Đó, đó, nếu thứ nhất là nếu mà chúng ta thua đội Mỹ 7-0 hoặc ít hơn coi như là một sự thành công. Và cái điều thứ hai là nếu như chúng ta có thể ghi một bàn vào lưới bất cứ đội nào trong ba đội, và ngay cả trong trận đó chúng ta thua đi, thì vẫn có thể coi là một cái dấu ấn, một cái cột mốc lịch sử, một cái cột mốc lịch sử rất là quan trọng đối với bóng đá nữ chúng ta khi mà vươn ra biển khơi tiếp cận với đỉnh cao của bóng đá. Cái trận đá với Đức thì Đức thiếu 5 cầu thủ trụ cột các bạn, và thứ hai là trận đấu giao hữu thì đúng như sức mạnh đội Đức thì chỉ khoảng 40% thể hiện trong trận đó, và như bạn thấy là Việt Nam chúng ta bị 2 thẻ vàng các bạn. Đó, chính vì vậy là FIFA mới cho người tới để chia sẻ về luật bóng đá cho các cầu thủ chúng ta nhé các bạn, để chúng ta hiểu luật. Và trong cái trận cầu này thì chúng ta không có thể là một chọi một với những cái đối thủ cao to và có tràn đầy kinh nghiệm như vậy. Và cái điểm thứ ba, nếu như là cái những cái cô gái kim cương của chúng ta, 23 cô gái kim cương ví dụ như đều được thay vào và đá, thì 23 mong sao cái điều quan trọng nhất, 23 cô gái kim cương khi trở về Việt Nam thì vẫn bình an vô sự. Chấn thương nhẹ thì chắc chắn là có, nhưng mà đừng có cầu thủ nào, cầu thủ nữ nào bị chấn thương nặng mà bị giải nghệ các bạn. Đó, thì nó căng lắm các bạn. Ví dụ như là thì
lớn tuổi một chút, cỡ 35 thì phải giải nghệ, thì chuyên môn nghề nghiệp không có mà chân cẳng, mà chẳng hạn như là làm lao động phổ thông, ví dụ như là bưng bê hoặc là làm những cái việc phổ thông thì lại chân cẳng mà bị nặng quá và thì không làm được, thì cái kiểu là ba lần mẹ tiễn con thì coi như ba lần thì nước mắt rơi, thì đau lòng lắm các bạn. Và cái chiến thuật chiến lược của chúng ta ngay từ đầu thầy Trung đã chọn ba thủ môn trong số 23 cái vị trí mà được đi New Zealand lần này là con số rất lớn, bởi vì nếu như là Kim Thanh mà trong cái thế thủ á, mà va chạm với cái cầu thủ cao to của ba cái đội mà chúng ta gặp á, đó mà bị chấn thương thì như là phải có thủ môn thứ hai, mà chẳng may thủ môn thứ hai mà có vấn đề gì thì phải còn có thủ môn thứ ba, bởi vì không thể nào lấy một cái cầu thủ hậu vệ, tiền đạo, trung vệ để thay thế mà làm thủ môn được các bạn. Và chúng ta sẽ phòng thủ hai lớp là đánh chặn từ xa, đó là tiền đạo, tiền vệ cũng là một cái lá chắn ở ngoài cùng, sau đó là tới hậu vệ lá chắn thứ hai, và chúng ta sẽ chuyển trạng thái từ thủ sang công rất là nhanh, dựa vào cái sự khéo léo nhanh nhẹn của người Việt Nam chúng ta. Và cái điểm thứ ba đó là chúng ta sẽ tận dụng tối đa những cái tình huống mà những cú đá chúng ta được hưởng đá phạt cố định, và đặc biệt là gần cầu môn chúng ta sẽ tận dụng tối đa. Và đặc biệt là hai cái góc trái và phải thì chúng ta có những cái cầu thủ ví dụ Tiết Chung rất là giỏi, từ hai chấm phạt góc có thể đá ngang và sau đó bóng xoáy vào khung thành của đội bạn. Đó là những miếng mà chúng ta có thể thực hiện. Và chúc đội tuyển nữ chúng ta thành công nhé các bạn.